Đây cái cục phát điện 13 kva nè con, đang xài test 160 có đề. Đã không? Mày là xài rất là ngon nha. Xài rất là ngon nha. Có đồng hồ đầy đủ luôn. Con này mà con xài cả đời á mà. Đam mê rất là cao, dao động từ 118 đến 60 ampe. Bố ý rồi, ampe nó rất là cao, chuẩn rồi con. Nó đẹp nha. Con mua này là xài cả đời hơn rồi đó. Máy bảo hành 1 năm, đi mua bảo hành 1 năm. Rất là vô tư nha. Rồi con là có nhu cầu luôn là 088 635 6707. Rất đẹp nha. Con này là xài thiên thu rồi. Con này bà con xài gia đình là biết chừng nào đụng tới nó. Dầu nhớt đầy đủ, thay nhớt định kỳ là thiên thu. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707.